Nào Năm. ôn Dạ vâng ôn thầy. thi tiếng Anh lớp 6 nha. Đề đề số 2, get to Dạ thì thưa. chúng ta sẽ có tìm từ có cái phát âm mắc tất cả đọc nào. Sam, Sam. road, Road. come, Can. man, Man. judo, Judo. hope, Hope. put, Put. one, One. brother, Brother. mother, Mother. go, Go. don't, Don't. physics, Physics. history, History. excited, Excited. music, Music. healthy, Healthy. history, History. vocabulary, Vocabulary. my, My. không được đọc là history không nha, history trong âm là thế là thì hay đâu, đừng vứt tiếng Anh đừng đọc rõ ra nhé. Nào đọc tiếp. Campus, Campus. textbook, Textbook. Calculator, Calculator. Judo, Judo. English, English. Play, Play. Science, Science. History, History. Have, Have. Sell, Sell. Study, Study. With, With. Classmate, Classmate. Remember, Remember. Knock, Knock. Have, Have. Uniform, Uniform. Đấy à? Bạn có đọc đâu? Đọc đi. Post office, Post office. Library, Library. Classroom, Classroom. Ai không đọc trong tự đọc nha. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ biết là cái chữ này là chữ gì nhỉ? A ngắn đúng không? A ngắn. Rồi, thì chúng ta chọn vào đâu? Em nghĩ là chọn vào đâu? Em nghĩ chọn B luôn. Chọn vào đâu? B. Chọn B chọn B đúng nhá. Rồi, cũng em chọn B. Rồi. Đấy ra ghi. Rồi. Đúng rồi, đúng một kêu. Nào, tích đúng vào. B là đúng. Em tích ở 1B. Tích đúng. Đây nhá, rồi, đẩy ra. Thôi chứ. Em tích tích luôn này cùng. Ừ. Xong rồi ghi ra vở đây. Rồi. Nghĩa là cái dây thừng. Dây. Hay bỏ mấy cái chấm chấm. Nào, rồi, dây. Tí nữa tôi sẽ kiểm tra nó yêu cầu viết nghĩa lại đấy. Khi vào vở đi ghi cho nhau được mà không sao. Rột, được chưa? Dây. Tiếp theo. Chu đấu, hộp, pot, quản vậy chọn vào đâu? Pot. Pot nó là chữ Âu mà. Pot nó là chữ Âu. Âu, đây là chữ Âu. Âu. Vậy chúng ta tí nữa chúng ta ghi vào bài chúng ta nhé. Hộp là chữ Âu. One, và judo rồi cũng là chữ Âu vậy phải chọn vào one. One vì em thấy là trước chọn one rồi đấy em chọn one rồi đấy được chưa. Tiếp theo brother mother go don't thì câu này không chọn được rồi. Không chọn được bởi vì cái này là A, cái này là A, cái này là Âu, cái này là Âu, không chọn được. Bỏ qua nếu chọn là sai, không chọn. Tiếp theo physics là chữ gì, cái chân là chữ gì đây, E đúng không, history là cũng là chữ gì? E. Excited. 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 À. Là chữ I và music là chữ Y, vậy sẽ chọn vào excited. Ủa, one thì là một, anh biết rồi, cái này không chọn được excited. Excited nó luôn luôn đề về about, nghĩa là vui. Nào, excited luôn luôn đề về about nghĩa là vui. Cứ viết xấu vậy. Hai bên rất nhẹ. About. About. Ok. Tiếp theo. Healthy. Nghĩa là vui. Vui nghĩa tiếng Việt chúng ta tự ghi. Đừng ghi vào đây này. Ha, excited about là vui. Healthy, history, vocabulary và mind phải đương nhiên chọn gì? Vocabulary. Hả? Vocabulary theo bạn này. Vocabulary là đuôi y, the history âm y và healthy âm y phải chọn vào mind chứ. Vậy chúng ta sẽ phải phát âm lại từ đầu. Cô sẽ dạy cho chúng ta lộ trình là phải phát âm ngay từ đầu hết tất cả. Wow. Tiếp theo. What one now? Nào, campus là cái gì? Compa. Textbook. Quyển sách. Yes. Calculator. Thước. Thước. Thế thì nhập đây là biết rồi. Yes. Dù đâu nó là võ thì không hiểu được. Yes. Wow. Tiếp theo. Wow. English. À, Nam đánh hẳn là campus nó mới ăn. English là gì? Tiếng Anh. Play. Chơi. Science. Khoa học. History. Lịch sử. Vậy thì chọn vào đâu? Tiếng Anh. À, chọn vào động từ phải không? Bởi vì play là động từ chơi. Play là động từ mà những cái này là môn học được chưa? Không sao, tiếp theo have vẫn là động từ. Have là động từ có. Have là động từ có nhá. Play là chơi, ai biết rồi. Xe nghĩa là gì? Động từ chia sẻ. Ô cô đó làm gì đâu? Kệ,
thằng này không nó sao cả, không nói. Cô thằng này nó chép em cô C, nó sai giống em rồi cô. Chia sẻ, sẻ là chia sẻ nhá, tự ghi vào. Còn cô ghi trên máy tính nó không được đẹp. Study là học, đúng không? Vậy chọn vào đâu thì đúng. Chia sẻ. Không phải. We. With. Bởi vì with là giới từ, nghĩa là với. Sai rồi. With là giới từ với. Ghi vào. Đấy, cứ như này sau này chúng ta nằm chúng ta nghe lại cũng vui mà, đúng không? Nhìn cẩn thận ta đến D xong bắt đầu mình nhìn A đấy nhỉ. Đấy, buổi tối mà hoặc là lúc nào đấy giận rảnh rỗi chúng ta chơi ngủ chúng nghe lại cũng hay mà, đúng không? Vui mà. Mà lại nhớ lâu lắm nhá, tôi nói thật. À, câu số 4. Classmate là bạn cùng lớp. Ghi vào. Remember là cục đẩy. Không phải, remember là ghi nhớ chứ. Là ghi nhớ ở trong cái phần ghi nhớ thì chỉ có 4 lớp 5 có không? Có phần remember không? Có. Có gì ghi nhớ ghi vào. Ghi nhớ thì chúng ta vừa viết tắt là như này đúng không? Vâng. Ghi nhớ. Cục đẩy. Không phải nha, dịch sai không học được đâu. Knock là gì? Gõ cửa. Ok. Help, help, help. Giúp đỡ. Okay. Vậy đó là động từ, phải chọn cái nào? Help classmate. Đúng rồi. Ui. Classmate là đúng. Úi giời ơi. Úi giời ơi, sai ơi. Làm đúng. Đúng rồi. Classmate là đúng nha. À, thằng cô đông này. À, mày sai. Classmate là đúng. Đây là cô D. Thế tiếp theo nha, uniform. Này, cái tầm 1. Post office, library và classroom. Thế thì chọn vào đâu? B của em thấy bạn này chọn B. Tại sao? C, em thấy bạn này chọn C. Không được. Phải bây giờ phải biết như này, uniform là đồng phục. Có học từ này chưa? Rồi. Có học library chưa? Rồi. Là gì? À, thư viện. Thư viện. Classroom là gì? À, phòng học. Thế post office là gì? Chơi. Không biết đúng không? Không biết cứ quanh vào đây đã, bởi vì là ba cái này nó có liên quan đến nhau. Làm đúng hết. Uniform, library, classroom. Vậy thì chúng ta sẽ chọn vào post office. Post office chính là cái bưu điện. Làm sai mỗi một cửa. Cái bưu điện mà cạnh nghĩa trang ấy. Cái bưu điện nhỏ nhỏ cạnh nghĩa trang ấy, đấy chính là post office. Nhà post là bài đăng, là bưu điện là thư. Mày sai ba câu. Cái bưu điện đấy. Đấy, ghi vào. Bưu điện ghi vào. Mày sai ba câu. Nào, không phải nghịch nhau. Tí nó cho sửa lại đấy. Tí nữa tôi cho cậu Khoanh không ăn được, cậu ăn đập. Học là phải học đi làm lại. Nào, tiếp đi. Bài trắc nghiệm tiếp nha. Listen chấm than, bưu điện. Listen chấm than phải chọn vào đâu? B. Đúng rồi, đấy là thì hiện tại tiếp. Tiếp diễn. Sai rồi. Ấy, câu số 2. Chọn gì đây? I forgot my calculator. À của. À, bạn thấy không? Tôi gì? Oh dear, I forgot my calculator, nghĩa là bạn ơi, tôi quên gì? Tôi quên máy tính. Calculator là máy tính. Rồi. Tiếp theo nha. Ôi cô vừa nói lúc nãy excited gì nhỉ? In. Đâu xem lại lúc nãy vừa ghi chưa? Excited là bao, tôi ghi mở hoặc cho nhỏ nhỏ cho nó làm chưa? Đây. À. Excited phải đi với gì? About. Không có từ nào khác, chỉ có excited đi với about. Nó kết thúc bằng chữ tờ thì nó cũng đi với about, chữ tờ đây about. Em vui vui vẻ về điều gì? Đấy nhá, nhớ nhá, chỉ có từ đấy không chọn từ khác. Câu số 4 học từ nào? Bạn Sơn. Trên lớp học từ nào? Em chọn câu D giống bạn Sơn. Bulo. Put on. Put on. Cái này là put on nè. Put on nghe mặc quần áo. Vậy là từ giờ trở đi, đi tắm mà đi làm gì trước khi mặc quần áo đi học, chúng ta nhớ từ put on. Put on là mặc quần áo này. Đây này, đặt mọi thứ lên trên người như này này. Đấy, được chưa? Put on là đặt mọi thứ lên trên người ấy. Còn put off thì là cởi ra. Wow, làm đúng, làm đúng. Được chưa? Làm đúng. Take off thì cũng là cởi ra. Không có từ wear on nha. Tiếp theo câu 5 này. Get up Tom, we gì? Quy gì? Quy? Chúng ta đã học thì hiện tại tiếp diễn là gì? We going back. We A chứ, we thì phải A đã. Thì hiện tại tiếp diễn này. Get up Tom, we are going back. À. We are going back to school. We are going back to school today. Phải. I meet my friend. Nghĩa là tôi gặp gì? Tôi gặp bạn tôi trên đường đến trường. Trên đường đến trường là từ nào? Trên là từ nào nhỉ? In. In là trên mắt à? Người ta nói là trong
chỗ này on, là on, con dạy từ on là on. Trên là đây cơ mà đúng không? On cơ mà đúng không? Lại sai luôn. On là trên. Lại đúng câu này. Cô đã dạy on là trên rồi. Biết đấy nhà. Thì chị mũi này nhớ không? Đây là on đấy nhá. Yep, do you? Do you gì? Do you gì? Do you? Do you? Do you hip? Hip? Không đúng. Do you put on? Put on cái gì? Put on là mặc có học. Wear cũng là mặc có học. Nhưng mà bạn có mặc những thứ của bạn với bạn cùng lớp không? Được không? Đây là mình học ở cuối sách. Đằng anh em phải mang sách giáo khoa lớp 6 ra. Xem học từ nào ở cuối sách? Xe. Bỏ ra xem nào. Cái gì? Xe. Đấy. Xem nào. Em đã xem nào từ nào cuối sách nào? Từ nào nghĩa là chia sẻ đây đúng không? Chia sẻ mới đúng. Xe mới đúng. Ghi vào. Xe là chia sẻ. Chia sẻ mọi thứ với bạn cùng lớp mà. Và xe nó luôn luôn với từ get with. Nghĩa là chia sẻ với. Này nhớ chưa? Xe đây này, nhìn thấy ở đây chưa? Xe là chia sẻ với nha. Bác Hải nha. Này. Tiếp. Câu 8. Nào không quan tâm tí nữa rồi. Nói chuyện, có giờ nói chuyện sao? My school is... trường của tôi được xung quanh bởi rất nhiều cây. À, phải mở sách ra bài đọc cái bài mà đây này. Trường của tôi được bao quanh bởi rất nhiều cây đâu? Đâu nhỉ? Đó là từ bao quanh, từ surround. Surround, nó ghi đi. Surround. Đi surround. Wow, đúng tiếp. Israel bay, nó trên này là chỉ Israel xung quanh, bao quanh, được chưa? Tiếp theo này, đây. Tiếp theo này, how do you get to school every day? Câu này đã học từ lớp 5 rồi. How do you get to school? Thế là bạn đi học bằng xe đạp, phương tiện gì? Thì sẽ chọn nào? Bye bye. Hay là on foot hay là I walk to school hay là on a carriage? On foot của. On foot là đi bộ. Được không? On foot là đi bộ, ghi vào. Được. Đi bộ. Walk to school cũng là đi bộ. Bằng nhau. Bye bye nghĩa là gì? Là tạm biệt. Đâu, bye bye cơ mà. Xe đạp. Bye bye. Vậy thì hãy chọn vào đáp án D. Tất cả đều đúng. Người ta cho như này mình phải nghi ngờ ngay chứ. Bất kỳ cái câu nào mà người ta cho là on a correct. Nào, on a correct thì phải đúng nha, nhớ chưa? Vâng. Nên là tất cả đều đúng. Đúng một câu. Thôi đấy cả đúng nha, nhớ nha. Thế này cũng nguy hiểm. Câu 10. Ai play? Tôi gì đây? Ai play? Ôi, ai play my homework? I help. I help. Ôi Đức. No. Ôi. Tôi làm bài tập về nhà là gì? Học lớp 3 không có, lớp 4 không có, lớp 5 không có. Tôi làm bài tập về nhà là gì? I do. Chỉ có từ do thôi, không có từ nào khác. Do my homework và làm bài tập về nhà. Wow. Do my homework. Ôi. Câu số 11. Student leave and school. Đây in gì? Không được quay lại cho đâu nha, chỉ ghi đi về đâu nha. Gì đây? In gì? Boarding school. Đúng rồi, phải học cái gì trọng ấy? Boarding school. Wow. Trường nội trú đúng không? Tiếp theo. 5 giờ là mấy giờ bạn đi nấu ăn thì mình sẽ hỏi gì? What time? What time? Em what time là mấy giờ? Còn giây healthy because giây play chat. Đây gì? Play chat. Play chat mà healthy được á? Em nghe xong này mà. Không. Healthy là khỏe như heo thì không thể nào chơi cờ được khỏe được. Mà phải là tập gì? Tập võ. Đúng rồi, do judo đâu mới được. Tao chấm đi. Chấm chưa? Chấm ở đâu? Ui thế cũng không tính ghi ít. Ít vào. Câu số 14 này. Do you keep your teacher is talking? Nào, do you keep? Để ý là bạn có giữ im lặng khi mà giáo viên bạn nói không? Thiếu tự sai lần ở đây. Nhưng mà thế thì có không? Có. Chị I do. Thằng này sai câu 3. Yes I do đúng không? Thế trả lời yes I do. Do you keep? Yes I do. Đúng mà yes we do cũng được em ạ. Bởi vì là đúng không? Đức ta đúng. Nào chưa xong. Yes we do cũng được bởi vì là you này cũng có thể là you các bạn đều cũng được mà. Vậy phải chọn là D. Cả A và B đều đúng. Em sai
Đáp án này mới là đúng. Em thế em có biết là tại sao người ta cho như này không? Có phải câu nào người ta cho này đâu đúng không? Cho như này là mình phải nghi ngờ, phải xét rồi nhá. Và câu này này, hoàng gì đây? Nhưng mà riêng câu hoàng thì chọn cái gì? Hoàng lai. Hoàng là mấy người? Hoàng một cô ạ. Thế thì chọn cái nào? Lai. Chọn A và C có được không? Không. Không, câu này thì dễ quá rồi, cô nói bao nhiêu lần rồi đấy. Ồ, okay. Thằng này đúng. Đang nào cũng thằng ấy. Rồi, vậy là ta đúng kìa. Nào, cô chấm tiếp hai câu này xem mình đang làm đúng không nhá. Mơ em Nguyễn. Có từ nào đây là dấu hiệu của thì gì? Ừ, có dấu hiệu rồi. Có dấu hiệu thì trong từ của nó phải có hai chữ. Được chưa? Có dấu hiệu của hiện tại tiếp diễn có hai chữ, đó là to be của moving, tức là a singing. A singing. Cô cho em hỏi điều này gì gì? A đấy. Đây cô. Đáp bảo không nhìn thấy thì không chấm điểm này còn. Không nhìn thấy không chấm điểm. Anh đúng rồi. A singing. Mày khôn thế. Tiếp theo. Không nhìn thấy không chấm điểm. Ok đấy. Tiếp theo nào? The old way là dấu hiệu của thì nào? Thì nào? Thì hiện tại đơn. Ồ, thế thì chỉ cần gì? Tức là nó không có những cái dấu hiệu như là now, at the moment, at the present hay là dấu chấm than, nó có đã dạy thì chúng ta có quyền là giữ nguyên hoặc thêm s hoặc es thôi. Đối với câu phủ định thì thêm don hoặc doesn't. Cái này chỉ cần giữ nguyên. Câu hỏi thì mình đấy. Vậy giữ nguyên nhá, giữ nguyên là make. Dừng lại đây đã. Making. Rồi. Câu 4, câu 5 nó không làm. Không làm gì, bây giờ tôi chữa để tí các bạn làm lại này. Nào câu số 3. Câu số 3 thì sao? Có dấu hiệu gì? Có dấu hiệu gì của thì tại tiếp diễn không? Giữ nguyên là đúng rồi mà. Giữ nguyên là đúng câu 2 thôi. Còn câu số 3 này thì không có dấu hiệu của thì tại tiếp diễn đúng không? Thế thì nó là thì tại đơn với dấu hiệu often. Ông quay thì cũng thế này. Vậy thì làm như nào? Nào, đã bảo là những cái câu mà không có dấu hiệu, không làm lại a singing, to be của vô bình thì sẽ là động từ thêm s hoặc là es. Thế bây giờ cái câu này mình thêm s vào đâu? Go. Không được. Bởi vì nó có từ not thì mình không cho động từ s vào go được. Mình phải mượn trợ động từ là gì? In. Không phải. Do. Da. Da hoặc do. Đúng không? Da là đối với ngôi is it. Sai rồi. Và do với thì hiện tại. Vậy chỗ này phải là gì? Làm đúng rồi. Đa, đa. Vậy là cô sẽ thêm từ đa vào đây là xong. Đa. Vậy chúng ta chỉ cần thêm đa vào đây thôi. Bởi vì là một người mà không có dấu hiệu nên không làm là not going được. Hiểu không? Thế câu này thì lại có at the moment rồi. Tức là phải làm như nào? Đa. À là phải làm in rồi. Nhưng mà in đứng một mình thôi chưa được. Không phải đa. Ơ, thì hiện tại tiếp diễn là gì? E, A, M cộng phúc binh cơ mà. E hoặc A hoặc M cơ mà. E hoặc A mà. Hoặc là M. Cộng phúc binh. Ồ, Hạnh là mấy người? Một người. Một người thì chỉ làm gì? E. E thôi. Thế là tức là E not reading. E not reading nha. Đấy. Thế là nhìn thấy thì tại tiếp diễn đã hiểu hơn chưa đây? Đây này, dấu hiệu, có dấu hiệu thì mới làm in. Và to be tức là hai chữ. Nhưng mà không có dấu hiệu, tức là chỉ có dấu hiệu của hiện tại đơn thôi, thì mình chỉ thêm do da hoặc giữ nguyên động từ hoặc thêm s hay s giống như từ da này. Thì thêm s vào. Cô ơi, thiếu chữ phải là sai. Thiếu chữ là sai. Sai. Câu số 5 Sơn đây này. Sơn có viết thư cho bạn vào mỗi mùa hè không? Đây là đu. Đây là dấu hiệu của tiền tài này. Sơn. Sơn là mấy người? Một người. Một người thì làm nào? Đa. À phải đa Sơn Rai, phải thêm đa vào đằng trước là sao? À, tao đúng rồi đấy. Có làm được mà đúng. Không đúng. Đa Sơn Rai xong. Bây giờ what gì? What you bạn? What? Bạn nghe gì trên đài? Đu. Ừ, đây là diễn tả những sự việc hàng ngày. Vậy là what do you listen? Xin đánh chỗ sai kìa. What do you? Thế còn listen vẫn phải giữ nguyên nhá. Lại vậy là gợi ý như vậy thôi. Chúng ta bài này thế này. Đây cũng là dấu hiệu của thì tại tiếp diễn đúng không? Câu này bên kia làm rồi. Đức. Vậy dừng lại. Đúng luôn nữa sai.